Vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã, 4 cán bộ công an hy sinh, hai cán bộ xã và ba người dân không qua khỏi. Ngày 12 tháng 6, đoàn công tác do thượng tướng Lương Tam Quang, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk diễn ra dạng sáng ngày 11 tháng 6. Hậu quả của vụ tấn công trên làm 4 cán bộ công an xã hy sinh, hai cán bộ xã và ba người dân không qua khỏi hai cán bộ công an xã bị trọng thương khi đang làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở. tại gia đình các thân nhân, các cán bộ chiến sĩ công an hy sinh thay mặt bộ công an, thứ trưởng lương tam quang đã chia sẻ nỗi mất mát to lớn về gia đình các nạn nhân. thứ trưởng động viên các gia đình nén đau thương sớm ổn định tinh thần cuộc sống. ông động viên chúc cán bộ chiến sĩ công an bị trọng thương sớm phục hồi sức khỏe. dịp này đoàn công tác đã trao các quy định truy thăng cấp bậc hàm của bộ trưởng bộ công an cho các cán bộ chiến sĩ đang ngã xuống trong vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã eftu hỗ trợ gia đình các cán bộ công an đã ngã xuống bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đến 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 26 nghi phạm liên quan vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã tại Đắk Lắk. Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ một số khí tài quân dụng. Bốn công an hy sinh trong vụ tấn công ở Đắk Lắk được công nhận liệt sĩ. Vụ tấn công tại huyện Cư Quyên, Đắk Lắk khiến bốn cán bộ công an xã hy sinh, hai cán bộ xã và ba người dân không qua khỏi. Chiều ngày 12 tháng 6, Đoàn lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền, ban ngành đoàn thể huyện Cư Quin, hai xã Ia e Tiêu, Ia Tư đã tổ chức thăm viếng các nạn nhân trong vụ hai trụ sở xã bị tấn công ở tỉnh Đắk Lắk. Dẫn đầu đoàn là Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lương Tam Quang. Trong vụ việc thiếu tá Hoàng Trung 42 tuổi, cán bộ công an xã Ia e Tu, đại úy Nguyễn Đăng Nhân 29 tuổi, cán bộ công an xã Ia e Tu, thiếu tá Trần Quốc Thắng 34 tuổi, cán bộ công an xã Ia e Tiêu, đại úy Hà Tuấn Anh 32 tuổi, cán bộ công an xã Ia e Tiêu hy sinh hai cán bộ khác đã không qua khỏi. Vụ án cũng ghi nhận có 3 người dân bị sát hại. Tham viếng những nạn nhân, đoàn lãnh đạo bày tỏ sự tiếc thương chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình những cán bộ hy sinh và người dân không qua khỏi. Để bù đắp một phần mất mát, đoàn lãnh đạo đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với thân nhân, gia đình các nạn nhân. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sĩ cho 4 cán bộ công an xã đã hy sinh, làm chế độ thương binh cho hai cán bộ công an xã bị thương thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã và người dân không qua khỏi. Trước đó dạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người đã tấn công trụ sở công an xã Ia e Tiêu và Ia e Tu ở huyện Cư Quyên, khiến một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân không qua khỏi và bị thương. Đến trưa ngày 12 tháng 6, trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn bộ Công an cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 26 nghi phạm, giải cứu hai con tin, thu giữ nhiều khí tài quân dụng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan khác. Sau khi sự việc xảy ra, đại tướng Tôn Sô Bộ trưởng Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ công an xã đã hy sinh. thông tin mới nhất từ Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an. Hiện lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ia Tiêu và xã Ia Cơ Tơ, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Kuin vào sáng sớm ngày 11 tháng 6. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin công dân thứ ba tự giải thoát. Trước đó, theo báo cáo của công an tỉnh Đắk Lắk, vào sáng sớm ngày 11 tháng 6 tại địa bàn huyện cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã Ia Tiêu và xã Ia Cát Tơ, làm chết, bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân. Các cấp chính quyền địa phương đã quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người hy sinh, tử vong, bị thương thông báo động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn. Vào chiều ngày 11 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đắk Lắk, hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, các đồng chí bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 12 tháng 6, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, hay còn gọi là Thủ Đức House và các đơn vị có liên quan với phần xét hỏi. Tại tòa thì đại diện cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc Thủ Đức House phải trả lại hơn 365 tỷ đồng là số tiền đã bị chiếm đoạt do hành vi hoàn thuế trái pháp luật của các bị cáo gây ra, có tính thêm phần tiền chậm nộp phát sinh. Trong khi đó, thì đại diện của Thủ Đức House đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm số tiền nói trên, đồng thời đề nghị trả lại cho Thủ Đức House số tiền này hiện đang bị tạm giữ trong tài khoản của cơ quan điều tra. Ngoài ra, thì đối với số tiền chậm nộp phát sinh từ số tiền hoàn thế hơn 365 tỷ đồng bị chiếm đoạt mà Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện truy thu đối với Thủ Đức House tạm tính là khoảng 91,7 tỷ đồng. Thủ Đức House cũng đề nghị hội đồng xét xử quyết định các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm. Theo cáo trạng, thì từ năm 2016 đến năm 2020, đối tượng Trịnh Tiến Dũng hiện đang trốn truy nã, chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Dũng chỉ đạo nhân viên móc nối với các nghi phạm tại Thủ Đức House để lập và ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác với tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu đô la Mỹ, tương đương là hơn 3.600 tỷ đồng. Để hợp thức đầu vào thì Thủ Đức House lập và ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị là hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Sau đó, công ty này lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hoàn thuế hơn 430 tỷ đồng. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 15 quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House với tổng số tiền là hơn 331 tỷ đồng. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì mực nước hạ lưu sông Đà xuống thấp, người dân thì đi sát xuống lòng sông và phát hiện nhiều quả đạn pháo từ thời chiến tranh chống Pháp còn sót lại. Công an thành phố và Ban chỉ huy quân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vừa phát đi thông báo yêu cầu các địa phương, khu vực tại hạ lưu sông Đà tổ chức tuyên truyền cảnh báo nguy hiểm đến với người dân. Vận động yêu cầu người dân không tự ý đến gần các khu vực nguy hiểm để tìm kiếm các loại vật liệu nổ mang về bán phế liệu. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác nhắc nhở không để người dân đến gần khu vực có các loại vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh. Đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự ừ tỉnh Hòa Bình bố trí lực lượng, phương tiện tiếp tục ra soát tìm kiếm số vật liệu nổ còn sót lại tại khu vực. Gần đây nhất vào ngày mùng 10 tháng 6, một người dân đã thu nhặt được 9 quả đạn pháo tại lòng sông. Các quả đạn pháo người dân nhặt được chủ yếu là đạn pháo, đạn cối 80mm. Tất cả những quả đạn pháo này người dân đều đã giao nộp các cơ quan chức năng ở thành phố Hòa Bình. Hiện tại thì Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thu hồi, bảo quản để tiến hành hủy nổ những quả đạn pháo này theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 11 tháng 6, tại Trung khảo Miss World Việt Nam năm 2023, khi công bố top 40 người đẹp lọt vào chung kết của cuộc thi, người dẫn chương trình đã đọc nhầm tên của một thí sinh. Trung khảo Miss World Việt Nam 2023 được tổ chức ở Nhà hát Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh với sự dẫn dắt của hai người dẫn chương trình là Vũ Mạnh Cường và Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Khi công bố những thí sinh lọt vào top 40, MC Vũ Mạnh Cường đã gặp sự cố đọc nhầm tên thí sinh. Anh đã đọc nhầm tên thí sinh là Phùng Thị Hương Giang mang số báo danh 113 thành Huỳnh Minh Kiên mang số báo danh 512. Trong khi đó, MC Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng bất ngờ trước sự cố của đồng nghiệp. Có thí sinh Huỳnh Minh Kiên khi được xướng tên, cô đã tiến ra sân khấu. Sau đó thì MC Vũ Mạnh Cường đã nhanh chóng đọc lại tên của người đẹp mang số báo danh 113. May mắn thì thí sinh Huỳnh Minh Kiên cũng có mặt trong top 40 người đẹp tiếp bước vào vòng chung kết của Miss World Việt Nam 2023.